Lúc đó nó đau khổ luôn luôn, mình đàn ông thẳng mà. Nào mình nhịn cho đêm. Khó chịu luôn, mình không thể nào mà mình có ngủ sang được hết. Dạ đúng rồi. Dạ ngủ, em ngủ thiệt mệt quá em. Cũng phải ráng tiếng đồng hồ thôi mệt quá. Thôi ngủ cho rồi đi. Lần đầu tiên gặp trong cái lớp pha chế, lúc đó là trong em nó có cái suy nghĩ là phải làm kiểu gì đó để là của mình thôi chứ không phải của bạn này là có ý định chiếm đoạt luôn. Dạ. Nhìn cô gái nhìn đầu tiên là muốn là đã muốn chiếm đoạt rồi. Là em nhìn cổ là cổ lăng của cà rốt và em là muốn lăng thỏ đúng không? Cứ từ từ cứ thích rồi kiếm cách nói chuyện nó vô duyên có duyên các kiểu đủ thứ. Có nghĩa là em muốn như là tạo một câu chuyện cười nhưng mà vô tình cũng không cười. Dạ. Thành ra nó đâm ra thành vô duyên. Cười theo kiểu vô duyên luôn. Dạ. Kiếm cớ gì đó để nhờ cái này nhờ cái kia. Nói chung là hay nhờ lắm. Tốt nghiệp xong mà nghỉ, em mới chuẩn bị mở một cái quán về nước ép sinh tố dinh dưỡng. Anh em nói ảnh muốn làm chung, hai người mới có cơ hội gặp ngoài tiếp. Em nhớ là có bữa là em muốn đi chùa Bình Dương thì em mới hỏi thử anh này là có rảnh không chở em đi chùa mà xa lắm, cái nói được, có nghĩa là buổi tối đó là phải ở một cái chỗ mà nó gần với cái khu Bình Dương, nghĩa là đi khách sạn vô xong rồi cái cũng bút một phòng luôn rồi hai giường, cái mỗi đứa ngủ một giường. Em là không nghĩ tới bạn này, nhưng bạn này là bạn gặp em là bạn muốn ăn củ cà rốt liền rồi, mà bây giờ mà em lại củ cà rốt mà đưa vô khách sạn chung với con thỏ nữa thì giờ em nói cái cảm xúc của em đi. Còn bối rối chứ chị. Đúng không? Bối rối tại vì mình tà ý mà, mình tà ý từ đầu mà. Lúc đó thì không biết nhỏ này nó nghĩ trong đầu mà tự nhiên mới chơi đầu tiên ngủ khách sạn thấy căng quá. Đưa vô may là hai đứa nằm hai giường thì đi lên cùng nằm tâm sự các kiểu thì ngủ thôi. Nửa đêm á. Cái bạn này đi qua khều nói em lạnh. Ôi, y như cực hình luôn, nhớ lại như cực hình. Cái ở lạnh thì vô đây nằm chung, đi vô nằm, vợ mình chui vô hai đứa nằm. Em ôm bạn em ngủ đúng một đêm. Rồi bây giờ mình nói thì mình thẳng mình nói chứ cái lúc đó nó đau khổ luôn luôn. Mình đàn ông thẳng mà. Nằm mình nhịn vô đêm. Khó chịu luôn, mình không thể nào mà mình có ngủ sang được hết. Dạ đúng rồi, dạ ngủ, em ngủ thiệt. Mệt quá em, cũng phải ráng tiếng đồng hồ thôi mệt quá. Thôi ngủ cho rồi đi. Cái đêm đó là tự vì em bị ngạt ngủ, em bị viêm xoang. Cái xong thì thật sự em cũng cần một cái gì đó ấm áp. Em chui vô em ngủ thì em ngủ ngon. Nhưng mà nói thiệt nha, đêm đó nếu như mà ổng đòi á, hoặc ổng giở trò đó thì em có cho không? Lúc đó tụi em có chuẩn bị sẵn hai phương án rồi. Phương án đầu tiên á, ví dụ như anh này nằm ở không luôn á, thì em sẽ xét lại. Còn thứ hai á, nếu như mà anh vồ vập quá thì em cũng sẽ, thì mình xong cái đó là xong rồi mình chia tay luôn. Kiểu như vậy cũng hút trọn luôn. Mà xong một lần tin một đêm đúng không? Rồi đến khi nào thì hai đứa mới chính thức là quen nhau đó, chính thức là yêu nhau rồi. Hình như là sau 2 tháng thì trong cái 2 tháng đó thì em cũng rủ ảnh đi mấy lần, cũng khách sạn luôn rồi cũng nằm ngủ gì đó chứ không có làm gì hết. Có một cái đêm em nhớ là hình như đi cổ vũ đá banh cho Việt Nam á. Cái xong rồi đi về khuya quá, đường đông quá, em mới thấy khách sạn thôi chui vô thì hai người mới bắt đầu đến với nhau vào cái đêm đó. Dạ, nhưng mà sau đêm đó là hai em là của nhau rồi đúng không? Dạ. Vậy thì có dọn về ở chung với nhau luôn không? Có, tự vì em có mở ra một cái quán thì em mướn nguyên một căn đó luôn thì cho anh này anh ở trong đó luôn. Làm thuê cho vợ mình. Ủa đã không? Nhưng mà em cũng ở chung với một người bạn nữa. Em thì em giấu bạn đó là em không có quen anh này. Mà anh này anh hay giở trò á chị, anh kiểu là đêm đầu anh ngủ anh kêu có ma, cái anh phải kêu em đi lên ngủ chung với anh. Cái em kêu là bóng đè á chị. Mang đồ đen nè. Chúng mang đồ đen. Thì một thời gian thì tự nhiên cái bị accident. Bác sĩ bảo cưới. Thì lúc đó em rất hoang mang, từ giờ em nghĩ chứ anh này là phải 3 năm nữa em mới cưới. Xong anh mới nói là phải cưới thôi chứ chờ gì nữa. Vừa lo mà vừa mừng gì. Nó lạnh lòng lắm. Mình lo là vì lúc đó gọi là cái tương lai của mình nó chưa ổn định. Một phần là hai đứa là có kế hoạch như vậy, tự nhiên nó bại ra nên nó cũng lo. Mà mừng là vì tự nhiên cái ôi mình thẳng mà mình có con mình mừng chứ. Trời ơi mình thẳng của đứa con mình mừng chứ. Nhiều em đi coi báo này kia thì báo nói em khó có con lắm nên tới lúc đó em nghe cái em mừng lắm luôn. Khi mà em báo với mẹ em á thì mẹ em nói ủa bây giờ không cưới đợi chừng nào. Mẹ hả, mẹ nói vậy hả? Mẹ là vừa có em bé là em báo tin cho gia đình liền. Dạ. Bây giờ là em bé được 14 tháng. 14 tháng rồi. Dạ. Thôi chung á, bé trai hả? Dạ. Giống ba không? Dạ giống cả hai. Vậy là câu chuyện tình của hai bạn này đẹp quá. Đẹp. Không có gì trục trặc cả đúng không? Vậy chắc cũng có tật xấu gì đâu. Bây giờ hỏi Hoàng trước đi. Đây. Bây giờ hỏi Hoàng trước đi. Mắt sáng lên liền. Cô ấy có tật xấu gì nhiều không em? Đâu dám nói. Với em thì nó cũng không nhiều. Em chỉ thấy nó dễ thương thôi. Đó thấy chưa? Cái tật xấu
nhất là hay điên sản. Hay điên sản. Tự nhiên cái đó đang ngồi cười vậy chứ có khi quay qua sàn ngang lúc nào không hay. Có lẽ ha la và ăn hiếp em không? Cái đó thì chồng nào cũng bị mà em nghĩ vậy. Dạ. À. Anh cũng vậy á. Dạ. Ừ. Có người cùng hoàn cảnh. Trời ơi anh tội lắm em ơi, bữa nào đến tâm sự cho nghe. Dạ. Rồi sao nè, có những tật xấu nào nữa nè? Làm sai nhưng mà lúc nào cũng bắt em là người nhận. À. Ừ. Sao ta ăn hiếp á, ăn hiếp đó. Làm sai mà bắt em nhận sai. Dạ. Đúng không? Là cô gái này đã từng làm việc cho người Nhật rất là nhiều. Dạ. Vậy thì có bao giờ áp dụng những cái phương pháp gì đó hoặc những cái kỷ luật gì đó lên anh chồng mình mà theo kiểu người Nhật không? Đôi khi thì phải có tranh cãi. Em nhớ có lần cái tính của em á là hay giúp đỡ mọi người những thứ lặt vặt. Cái bữa đó đi học cái lớp kỹ năng chung, có một bạn là đồng nghiệp của vợ em. Thì cái bữa đó cái bạn bị gãy cái guốc. Mà em nghĩ trong đầu ơi, thì thôi mình đi mua keo mình dán cái guốc lại cho người ta. Em chỉ nghĩ đến nhà thôi, cái không biết rồi bạn đó với vợ em tâm sự sao. Cái chiều đó vợ em gọi điện về nói em không về nhà đâu, lang thang công viên mất gần 4 tiếng đồng hồ mới về. Khóc. Em mới biết đó chị, lúc đó mới biết vợ em ghen. Ghen quá. Rồi năn nỉ kiểu gì mới về? Em nói là thôi có gì thì về nhà nói, tại hai đứa mình là hứa với nhau rồi, có cái gì cũng cứ đi về nhà nói với nhau, chuyện lớn cũng nói, chuyện nhỏ cũng nói, không có kiểu đó. Mỗi lần mà ghen phong cách Nhật Bổn tức là buồn là đi lang thang vậy. Lang thang không nói ai. Thôi mà nghe, đừng đi lang thang nè, giờ nguy hiểm lắm đó. Nha. Dạ. Rồi bây giờ tới em đó. Thế nhiều không em? Nhiều không? Nhiều lắm anh. Mắt sáng lên liền á. Rồi có nghĩa là tại vì thì lúc ban đầu em cũng nói rồi đó, em đã sống với người Nhật nói chung là như là bị nhập á, bị Nhật nhập. Hễ mà đồ đạc trong phòng mà lộn xộn á là em rất là khó chịu. Thì khi mà lấy anh này về em bị sốc. Có thể là do em cũng hơi kỷ luật quá. Em phải từ từ phải nhả bớt ra, tại vì với một người như ảnh chưa có tiếp xúc với văn hóa của người Nhật thì nếu mà làm như vậy thì ảnh có thể nhiều khi cũng bị sốc. Thì ảnh cứ nghĩ em ăn hiếp ảnh thôi, nhưng mà thật sự em cũng muốn rèn cho ảnh cái tính đó. Nhưng mà chắc em phải làm từ từ. Tập thứ hai có nghĩa là ảnh làm những cái việc hay dở dang lắm, đang làm cái bỏ. Công việc cũng vậy. Ý em muốn nhắc ảnh là khi mà mình làm cái gì mình phải ghi mục tiêu mỗi ngày ra. Vì mình ghi ra mình mới nhớ mình làm gì hoặc mình chưa làm gì, tạo cho mình một cái thói quen tốt. Thành công thì em học từ người Nhật những cái cách đó, mà nói hoài không nghe, kiểu nhiều khi em bực em la anh này, anh được cái tính là kêu là la xong rồi cái ảnh mà ảnh buồn vậy xong cái hết, ảnh không có giận gì hết á. Em thấy gì cũng thấy mình thấy tội mình nói trời sao mình la dữ vậy ta. Kiểu mình suy nghĩ lại là lúc đó mình hơi nói quá, tại vì lúc mà em nóng lên á là em hay la, em la anh dữ lắm. Đó thì em thấy đây là đúng là người mà chịu đựng em á. Từ ngày trước em quen người nào á, người nấy kiểu như không chịu được tính của em là thế là cũng phải chia tay thôi. Còn anh này giống như là anh chịu đựng được tính em, bắt đầu em sửa, em phải sửa lại cái tính đó của mình. Quá tốt.